đẹp luôn. Người đẹp chiều ra cống. Khá đông các bạn. Quá vui luôn nha các bạn. Ở đây thì chiều tập trung lại để ra đây vừa ngắm mát mà mình vừa xem cảnh được luôn. Là hiện tại là đang xem cống, Tà Niên đang mở cống đó các bạn. Quá vui luôn ha. Rồi các bạn, cũng như thường lệ đó, tiếp tục thì cống đã mở. Đây anh em gấp thì vỏ nhỏ mình sẽ bơi ra trước. Nói ngày mình gấp ra thì mình cứ lai ra nha các bạn, không có được là chạy có sóng động nó ảnh hưởng tới cửa các bạn, nó dễ hư cái cánh cửa. Để cho nên là mấy anh điều hành cống là cho anh em chạy ra, nhưng mà ra lai gai không có được tạo sóng dập cái cửa đó các bạn. Lại gặp nguyên một đoàn của mấy anh đi đi bắt cá, còn là xài máy giữ rồi á, máy này bấm thì coi là ai mà được kịp. Rồi dính bọc luôn. Rồi tiếp theo thì ra chỗ vừa đang chen ra luôn nha mọi người. Rồi còn mấy chiếc ghe này ở đây thì đợi cống mở thiệt rộng mới được ra nha các bạn, mở hết luôn mới được ra. Rồi tiếp theo thì ghe bầu và xà lan sắt ca nha các bạn. Ở xà lan này thì của cô lái nha, cô là nữ lái nãy các bạn. Vô bây giờ tiếp tục ra đã lái đỉnh rồi, nữ lái đó. Cống khép cũng đang khép vô gần hết các bạn. Tiếp theo thì ở trong đây cũng là xà lan cũng khá nhiều, còn mấy chiếc xà lan nó đang chuẩn bị ra. Rồi cô mình lái ra lặn luôn á, kiếm đường qua mặt cô ghe bầu luôn. Ghê không? Rồi tiếp theo thì chiếc xà lan kiếm đường qua mà thẳng luôn nè các bạn, đó nó toàn ra qua ra bầu luôn á. Rồi xà lan này thì đang rời âu. Rồi tiếp tục nhớ sao còn mấy chiếc xà lan to nữa nhớ không. Ghe chạm xà lan bé này thì ghe chạm nhớ không. Ghe chạm tóc vàng luôn á. Bê trời ơi, nó bị sóng của xà lan đạp bê các bạn, tấp kìa. Trời ơi tấp rồi, tấp rồi, lên.
không sao không sao. Rồi ngon lành các bạn. Trời ơi, chưa ra khỏi nó đẳng bung ra kìa. Trời gối đồ hình vậy ta. Rồi chiếc xe lăn chở gạch. Rồi tiếp theo ghe bầu chở gạch luôn. Một chiếc xe lăn to ăn sao nhớ bạn. Chào chào chào. Rồi đây, bạn xà lan nè, siêu to. Chở đá mi và đá mộc hai á, hết hồn. Rồi bắt đầu xe lăn ở bên kia tuốt qua lại nha các bạn. Đang qua lại rồi. Chiếc này ra nữa là cuối cùng rồi. Bây giờ bên kia đang chuẩn bị qua. Hàng đối chọi nhau luôn. Đây. Dạ mày đang chuẩn bị qua. Wow, vậy mà cũng là 3 chiếc xà lan nữa nha các bạn. Rồi, đây. Ghe bầu máy đặt trong. Mấy ghe này chạy đỉnh luôn. Rồi, xà lan kìa. Chặt gốc vô kìa. Cứ ghê trời. Xì khấu luôn. Ngon. Đứng ngồi không yên kìa. Rồi, lên ghe bầu. Rồi, xà lan vô các bạn. Wow, sao còn thêm một chiếc xà lan nữa.
vậy là vô đủ hết luôn à. Tính ra cũng như có 3 chiếc xà lan rồi các bạn, vô là hết. Bồn gắn là reo reo vậy. Còn cái sao thì chiếc đây nè các bạn. Những dè có sừng liền ha. Mình né cái bê trời. Rồi, còn chiếc xà lan cuối cùng. Xà lan không này bự á, bày ngang to á. Rồi, vậy thì chiếc này vô cái nữa là đóng cống nha các bạn.